Một lần nữa, thay mặt cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại vòng chung kết nữ thế giới FIFA World Cup diễn ra tại tháng 7 này. Chúng ta sẽ cùng đếm ngược nhé. 5, 4, 3.